Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn tải game Zebesto trên PC với phần mềm giả lập trên PC nha. Và đầu tiên thì để tải được cái game này nè. Rồi, cái game mình muốn giới thiệu cho các bạn đây. Game này trên máy tính thì các bạn cần một phần mềm giả lập và lên tải. Phần mềm giả lập thì mình để trong phần mô tả hoặc ở trong phần bình luận ấy. Các bạn đang xem video này thì các bạn kéo xuống phần bên dưới ấy, thì các bạn sẽ thấy có một cái đường link. Thì các bạn vui lòng click vào nha. Trong phần mô tả, trong phần bình luận ấy, các bạn nhớ bấm vào thì nó sẽ chuyển các bạn sang trong web tải nhanh này về. Thì khi chuyển qua thì các bạn click vào cái nút màu vàng này cho mình nha. Đây, nút màu vàng này các bạn click vào. Sau khi mà tải về xong thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên cái file tải này. Thì các bạn click hai lần liên tiếp vào cái file đấy thì nó hiện lên cái bảng cài đặt này. Thì các bạn chọn vào cài đặt nhanh để cài đặt lên máy tính nha. Đây, và thời gian cài đặt thì tầm 3 đến 7 phút gì đó. Và sau khi cài đặt xong thì các bạn mở giả lập này lên nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt nó đi vì mình đã cài đặt xong rồi, mình không cần cài đặt lại nữa. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem luôn. Rồi, khi mở lên thì các bạn sẽ thấy nó có giao diện nó như thế này. Thì các bạn chú ý đến phần System App này. Đây, System App này, sau đấy các bạn chọn Play Store, CH Play, miễn cái logo này là được nha các bạn. Rồi các bạn đăng nhập tài khoản Google, Gmail của các bạn vào. Đăng nhập vào xong thì các bạn sẽ thấy nó có giao diện nó như thế này đây. Đây, như thế này. Thì các bạn click vào cái ô tìm kiếm ở trên cùng này nè. Đây, các bạn gõ là Zebesto. Đây thì nó sẽ ra cái game này. Và do là mình đã tải rồi nên nó hiện cái chữ open này nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ gỡ nó đi để cho nó giống như các bạn vừa mới bấm vào. Thì khi các bạn vừa mới bấm vào game thì nó sẽ như thế này. Thì các bạn cần cài đặt game này về giả lập thì mới thể chơi nha. Thì các bạn chỉ cần chọn nút install này, chỗ con trỏ chuột mình đang quay này các bạn có thấy rõ. Thì các bạn click vào hay chỗ này có chữ cài đặt, chỉ cài đặt nha. Thì các bạn click vào thì đợi một tí game nó tiến hành lại về. Game này rất là nhẹ, 85.93 MB, thì thời gian tải thì tầm phút đến 2 phút và tùy thuộc vào tốc độ internet của các bạn thôi. Nhanh thì nó tải trong vài giây là xong. Mà sau khi tải xong thì các bạn thấy cái nút open này hoặc chỗ này có chữ play hoặc chữ mở thì các bạn nhấn vào nha. Click vào đây như hiện lên màu xanh thì các bạn nhấn vào là có thể bắt đầu chơi rồi đấy. Và bây giờ các bạn có thể xem mình trải nghiệm game này nha. Nếu các bạn có thắc mắc hay ý kiến lỗi gì trong quá trình cài đặt thì các bạn cứ để lại bình luận nha, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Cho còn bây giờ các bạn có thể xem mình trải nghiệm game này.